Hoàng Nga kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp thực hiện. Hôm nay 1 tháng 12, ống kính an ninh sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin đáng lưu ý về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn ra trong cả nước 24 giờ qua. Thông tin về tình hình tội phạm ma túy sẽ mở đầu bản tin Trước ống kính chiều nay. Vào tối hôm qua 30 tháng 11, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã thu giữ một lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Lúc 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11, một người dân xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ giao đồn biên phòng Tam Thanh trình báo và giao nộp một bánh heroin nhặt được ở bãi biển thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Phòng điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an thành phố Tam Kỳ, Công an xã Tam Thanh và các lực lượng khác triển khai lực lượng tuyên truyền và vận động nhân dân giao nộp số ma túy vớt được. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã thu giữ được 25 bánh heroin và tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp số ma túy còn lại. Theo thông tin ban đầu, nhiều gói ma túy hình chữ nhật được chứa trong các can nhựa màu vàng. Số ma túy này ban đầu được xác định từ ngoài biển trôi dạt vào bờ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý. Thưa quý vị, tại tỉnh Kiên Giang có một tụ điểm cờ bạc đã tồn tại gần nửa năm nay, hoạt động từ 3 giờ chiều cho đến khuya. Tụ điểm này hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Có người ngồi canh đường cảnh giới báo động từ xa, có người đứng ra tổ chức và thu tiền sâu, thậm chí là có cả dịch vụ cho vay tiền góp nếu con bạc cháy túi. Mỗi ngày có hàng chục con bạc từ các nơi tụ tập lại đây chơi lắc tài xỉu ăn tiền. Mỗi lần cá cược thấp nhất thì 100 ngàn, máu me chơi lớn thì lên đến vài triệu đồng. Thực trạng này đã gây bất ổn an ninh trật tự tại địa phương. Sau một thời gian dài điều tra mật phục, lực lượng công an phường Vĩnh Quang, cảnh sát hình sự, công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã triệt xóa được tụ điểm cờ bạc này. Khoảng 19 giờ tối ngày 29 tháng 11, cảnh sát hình sự, công an thành phố Rạch Giá và công an phường Vĩnh Quang đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức chơi lắc tài xỉu ăn tiền tại con hẻm thuộc khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Lực lượng công an đã tạm giữ 32 đối tượng, một bộ tài xỉu, gần 100 triệu đồng và nhiều dụng cụ phương tiện dùng cho việc đánh bạc. Được biết, ổ bạc này đã diễn ra gần nửa năm nay và thường xuyên hoạt động trong thời gian từ 15 giờ cho đến khuya với thủ đoạn hết sức tinh vi. Số tiền cá cược cho một lần ăn thua của mỗi con bạc từ 100.000 đến vài triệu đồng. Thời gian gần đây, trên tuyến quốc lộ 61 đoạn từ xã Vĩnh Hòa Hiệp đến thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, mọc lên như nấm các quán cà phê đèn mờ có gái mại dâm, cung cấp các dịch vụ thư giãn tới bến cho khách hàng mày râu có nhu cầu, với bãi đáp là các nhà nghỉ khách sạn liền kề. Qua nắm bắt địa bàn, lực lượng công an xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã bất ngờ kiểm tra hai nhà trọ để bắt quả tang hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Làm việc với công an, hai gái bán dâm đều khai nhận là tiếp viên của các quán cà phê đèn mờ nằm dọc theo quốc lộ 61 thuộc xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Mỗi khi có khách nam đến uống cà phê, các cô gái này sẽ mời đi nhà trọ mua vui giá 400.000 đồng một lượt bán dâm. Nếu qua đêm có giá dao động từ 1.200.000 đến 2 triệu đồng, bao gồm tiền thuê phòng tại nhà nghỉ. Vào lúc 19 giờ tối hôm qua 30 tháng 11, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương. Chiếc xe con bán tải biển kiểm soát 78C08544 do tài xế Võ Duy Đô, 32 tuổi, trú xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc Nam. Khi đi đến thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, đã tông vào 2 xe máy và 1 xe đạp điện. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu. Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong là cháu Lê Thị Tiến, 14 tuổi, chị Nguyễn Thị Bảo Linh, 40 tuổi, con gái chị Linh là cháu Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, 5 tuổi, cùng với cháu Huỳnh Đức Nam Đồng, 5 tuổi. 4 nạn nhân này đều trú tại huyện Đông Hòa. Ngoài ra còn 3 người bị thương khác đang được điều trị là thành viên trong một gia đình. Tại hiện trường, toàn bộ phần đầu chiếc xe con bán tải bị bẹp dúm cuốn một chiếc xe máy vào gầm. Các phương tiện còn lại hư hỏng nặng. Theo nhận định ban đầu, người điều khiển xe ô tô con bán tải có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.
ngay trong đêm 30 tháng 11, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Khoảng 5 giờ sáng nay 1 tháng 12, một đám cháy lớn đã xảy ra tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Do căn nhà khóa nhiều lớp cửa nên ba bà cháu ở trong nhà không thể chạy thoát ra ngoài, khiến cả ba đều tử vong thương tâm. Vụ hỏa hoạn nghi do chập điện xảy ra vào rạng sáng nay 1 tháng 12 tại ngôi nhà số 22, hẻm 143/202/2, đường Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 ngôi nhà, sau đó nhanh chóng lan lên các tầng trên. Lúc này phía trong ngôi nhà có ba bà cháu kêu cứu, nhưng hàng xóm không thể cứu giúp do căn nhà kín, khóa nhiều lớp cửa. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa. Nhưng khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì cả ba bà cháu đã chết. Danh tính ba nạn nhân được xác định là bà Phùng Thị Kim Tân, 60 tuổi, Trịnh Thị Dung, 8 tuổi và Hà Anh Vũ, 9 tuổi. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Trước Ống Kính ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể truy cập vào website brt.vn và kênh YouTube BRTCO để theo dõi lại những bản tin đã phát trên sóng truyền hình. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến, đóng góp của quý vị gửi về hộp thư điện tử của chương trình Trước Ống Kính brt@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai.